Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 67, phẩm vào pháp giới thứ 39, phần 8. 20. Ngoại đạo biến hành, phó thác thứ 10, hạnh chân thật. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử đã nghe được pháp ở chỗ Yêu Bà Di bất động rồi, chuyên tâm nghĩ nhớ tất cả những lời dạy. Thầy đầu tin thọ suy ngẫm quán sát, từ từ đi du hành, xuyên qua quốc gia thôn xóm đến thành Đô Tát La. Lúc mặt trời lặn, vào trong thành đó đến các ngã tư đường, đi khắp nơi tìm kiếm vị ngoại đạo biến hành. Lúc đó Thiện Tài đồng tử đã nghe được diệu pháp ở chỗ Yêu Bà Di bất động rồi, chuyên tâm nghĩ nhớ tất cả những lời dạy đó. Ngài đều tin thọ suy ngẫm quán sát sự giáo hóa của thiện tri thức, từ từ đi du hành về hướng nam, xuyên qua quốc gia thôn xóm đến thành Đô Tát La. Đô Tát La dịch là hỷ sinh ra, biểu thị trong thành này sinh ra vô lượng việc hoan hỷ. Vì trí độ viên mãn thì chẳng có gì mà chẳng sinh ra. Lúc mặt trời lặn, Thiện Tài đồng tử đi vào trong thành Đô Tát La, bèn đến các quán xá ngã tư đường, đi khắp nơi tìm kiếm ngoại đạo biến hành. Biến hành biểu thị xảo trí tùy cơ, chẳng gì mà chẳng hành. Ngài thị hiện ngoại đạo là biểu thị hay làm nơi chẳng phải đạo, chẳng phải đạo chẳng nghĩa nên gọi xuất gia. Đây là hạnh thứ 10, hạnh chân thật, vì trí độ đã tròn, xưng là hai đế. Hơn nữa, vì lời nói việc làm của Ngài chẳng hư nên gọi là chân thật. Phía đông thành đó có núi tên là Thiện Đức. Vào lúc nửa đêm, Thiện Tài đồng tử thấy cỏ cây đồi núi cao chót vót trên đỉnh núi đó, quang minh chiếu sáng như mặt trời mới mọc. Thấy việc đó rồi sinh đại hoan hỷ, bèn nghĩ như vậy: tôi sẽ gặp được vị thiện tri thức này. Bèn ra khỏi thành mà lên núi đó, thấy vị ngoại đạo đó ở chỗ bằng phẳng trên núi đang đi kinh hành, sắc tướng viên mãn, oai quang chiếu sáng, đại phạm thiên vương không thể bằng được, có 10.000 phạm chúng vây quanh. Thiện Tài đồng tử bèn đi đến đảnh lễ vị ngoại đạo biến hành, đi nhiễu vô lượng vòng, rồi ở trước chắp tay bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà con chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Phía đông thành Đô Tát La đó có núi tên là Thiện Đức. Vào lúc nửa đêm, Thiện Tài đồng tử nhìn thấy cỏ cây đồi núi cao chót vót trên đỉnh núi đó đều quang minh chiếu sáng như mặt trời vừa mới mọc. Thiện Tài đồng tử nhìn thấy việc đó rồi tâm sinh đại hoan hỷ, bèn nghĩ như vậy: tôi nhất định sẽ gặp được vị thiện tri thức trên đỉnh núi. Do đó bèn ra khỏi thành mà lên đỉnh núi đó. Lúc đó Ngài nhìn thấy vị ngoại đạo biến hành ở chỗ bằng phẳng trên núi đang đi kinh hành, sắc tướng của Ngài đoan chánh viên mãn, oai quang chiếu sáng, đại phạm thiên vương cũng không thể bằng được, có 10.000 phạm chúng vây quanh tứ phía. Thiện Tài đồng tử bèn đi đến trước mặt vị ngoại đạo biến hành, đảnh lễ vị ngoại đạo biến hành, rồi đi nhiễu vô lượng vọng. Sau đó đứng ở trước mặt Ngài, cung kính chắp tay bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà còn chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Còn nghe Yêu Bà Di bất động giới thiệu Ngài cho con, nói Đức Thánh Ngài khéo giáo hóa chúng sinh, xin hãy vì con mà nói. Ngoại đạo biến hành nói: lành thay thiện nam tử, ta đã an trụ đến tất cả nơi Bồ Tát hạnh, đã thành tựu môn tam muội quán khắp thế gian, đã thành tựu sức thần thông không nương không làm, đã thành tựu môn bát nhã ba la mật phổ môn. Ngoại đạo biến hành nói: lành thay thiện nam tử, ta đã an trụ đến tất cả nơi Bồ Tát hạnh, ta đã thành tựu môn tam muội quán khắp thế gian, ta đã thành tựu sức thần thông không nương không làm, sức thần thông dụng mà không trụ, ta đã thành tựu môn bát nhã ba la mật phổ môn. Thiện nam tử, ta ở khắp đủ thứ phương sở trong thế gian, đủ thứ hình tướng, đủ thứ hạnh giải, đủ thứ sinh tử, đủ thứ các loài, đó là loài trời, loài rồng, loài dạ xoa, cản thát bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, địa ngục súc sinh, loài Diêm La Vương, loài người, chẳng phải loài người, tất cả các loài. Thiện nam tử, vì ta đã thành tựu thần lực tự tại vô ngại, cho nên ta ở khắp đủ thứ phương sở khác nhau trong thế gian, tùy thuận tất cả căn tánh của chúng sinh cần mà thị hiện đủ thứ hình tướng khác nhau, đủ thứ hạnh và kiến giải khác nhau để giáo hóa họ. Cho nên trong tất cả các cõi, thọ đủ thứ sinh tử, đủ thứ các loài, tức là loài trời, loài rồng, loài dạ xoa, cản thát bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Thiên Long Bát Bộ, lại ở địa ngục súc sinh, loài Diêm La Vương, loài người chẳng phải loài người, thọ sinh trong tất cả các loài,
Đoạn này giải thích đến tất cả công dụng của Bồ Tát. Hoặc trụ các kiến, hoặc tiên nhị thừa, hoặc lại tiên ưa đạo đại thừa, trong tất cả các chúng sinh như vậy, ta dùng đủ thứ phương tiện, đủ thứ trí môn mà làm lợi ích. Đó là hoặc vì họ diễn nói đủ thứ kỹ nghệ tất cả thế gian, khiến cho họ được đầy đủ tất cả xảo thuật đà la ni trí, hoặc vì họ diễn nói phương tiện bốn pháp nhiếp, khiến cho họ được đầy đủ đạo nhất thiết trí, hoặc vì họ diễn nói các ba la mật, khiến cho họ hồi hướng bậc nhất thiết trí, hoặc vì họ khen ngợi tâm đại bồ đề, khiến cho họ chẳng mất tâm vô thượng đạo, hoặc vì họ khen ngợi các bồ tát hạnh, khiến cho họ đầy đủ cõi nước Phật thanh tịnh độ chúng sinh nguyện, hoặc vì họ diễn nói tạo các hạnh ác, thọ đủ thứ khổ báo địa ngục vân vân, khiến cho họ sinh tâm nhàm lìa nghiệp ác, hoặc vì họ diễn nói cúng dường chư Phật trồng các căn lành, chắc chắn sẽ đắc được quả nhất thiết trí, khiến cho họ phát khởi tâm hoan hỷ, hoặc vì họ khen ngợi nói hết thảy công đức của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, khiến cho họ thích thân Phật mà cầu nhất thiết trí, hoặc vì họ khen ngợi nói oai đức của chư Phật, khiến cho họ nguyện thích thân Phật bất hoại, hoặc vì họ khen ngợi nói thân Phật tự tại, khiến cho họ cầu thân đại oai đức của Như Lai không gì che lấp được, hoặc tà thị hiện chủ nơi ngoại đạo tà kiến, hoặc thị hiện tin thanh văn duyên giác hạng nhị thừa, hoặc lại tin ưa đạo đại thừa. Ta ở trong tất cả các chúng sinh như vậy, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, đủ thứ môn trí huệ mà làm lợi ích chúng sinh. Đó là, hoặc ta vì họ diễn nói đủ thứ kỹ năng và nghệ thuật tất cả thế gian, khiến cho họ được đầy đủ tất cả xảo thuật đà la ni trí huệ. Hoặc ta vì họ diễn nói phương tiện bốn pháp nhiếp, khiến cho họ được đầy đủ đạo nhất thiết trí. Hoặc ta vì họ diễn nói tất cả các pháp ba la mật, khiến cho họ hồi hướng đến quả vị nhất thiết trí. Hoặc ta vì họ khen ngợi tâm đại bồ đề, khiến cho họ chẳng mất tâm đạo bồ đề vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hoặc ta vì họ khen ngợi các bồ tát hạnh, khiến cho họ đầy đủ cõi nước Phật thanh tịnh, đại nguyện cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Hoặc ta vì họ diễn nói tạo các hạnh ác, thì tương lai sẽ thọ đủ thứ khổ báo trong địa ngục vân vân, khiến cho họ sinh tâm nhạm lìa tất cả nghiệp ác. Do đó có câu đừng làm các điều ác, hãy làm các việc lành. Hoặc ta vì họ diễn nói cúng dường chư Phật trồng các căn lành, thì tương lai chắc chắn sẽ đắc được quả nhất thiết trí, khiến cho họ phát khởi tâm hoan hỷ. Hoặc ta vì họ khen ngợi diễn nói hết thảy công đức của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, khiến cho họ vui thích thân trang nghiêm quang minh của Phật mà cầu nhất thiết trí, tương lai cũng sẽ thành Phật. Hoặc ta vì họ khen ngợi diễn nói oai đức của chư Phật, khiến cho họ sinh tâm vui mừng mà muốn đắc được thân Phật bất hoại. Hoặc vì họ khen ngợi diễn nói thân Phật tự tại, khiến cho họ cầu thân đại oai đức của Như Lai không gì che lấp được. Lại nữa, thiện nam tử, trong thành Đồ Tát La này, tất cả phương sở, tất cả gia tộc giống loài, hoặc nam hoặc nữ, tất cả mọi người ta đều dùng phương tiện thể hiện giống thân hình của họ, tùy theo sở ứng mà vì họ thuyết pháp. Các chúng sinh đều không thể biết ta là người nào từ đâu đến, chỉ khiến cho người nghe như thật tu hành. Thiện nam tử, như lợi ích chúng sinh ở thành này, nơi thành ấp thôn xóm cõi Diêm Phù Đề, chỗ ở của hết thảy mọi người ta cũng đều lợi ích như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, trong thành Tô Đát La này, tất cả phương sở, tất cả gia tộc giống loài hoặc nam hoặc nữ, tất cả mọi người chủng tộc khác nhau, quốc tịch khác nhau, ta đều dùng pháp phương tiện để thể hiện giống thân hình của họ. Ta tùy theo phản ứng của họ mà vì họ thuyết pháp khác nhau, nhưng tất cả chúng sinh hoàn toàn không biết ta là ai, từ đâu đến nơi này, họ đều chẳng biết lai lịch của ta. Sở dĩ ta thị hiện giống thân hình của họ chỉ có một mục đích, đó là khiến cho người nghe được pháp của ta chân thật tu hành, cước đạp thật địa. Thiện nam tử, chẳng riêng gì ta lợi ích chúng sinh ở trong thành này, mà nơi thành ấp thôn xóm trong cõi Diêm Phù Đề, phàm là chỗ ở của hết thảy mọi người, ta cũng đều lợi ích tất cả chúng sinh như vậy. Đoạn này nói rõ sức thần thông không nương không làm của thiện tri thức, cho nên nói không biết từ đâu đến. Thiện nam tử, 96 chúng sinh trong cõi